Chào các bạn, hôm nay giới thiệu các bạn cái bảng phương trình mà sử dụng tốt thanh thảo thì các bạn rất tốt trong vấn đề giải toán. Chúng ta xét các phương trình đơn giản như sau. 2x trừ 1 bằng 3 thì các bạn chuyển cái trừ 1 sang bên này. Thì ta sẽ có 2x bằng 1 cộng 3 bằng 4. Và x sẽ bằng 4 phần 2, tức là bằng 2. Bạn nhé. 4x bằng 8 thì x sẽ bằng 8 chia 4 bằng 2. Ok. X bình 100, 100 là bằng 10 bình. X bình này bậc chẵn này nên x sẽ bằng cộng trừ 10. X lập bằng 8 bằng trừ 8, trừ 8 bằng trừ 2 lập. Và đây các bạn nhớ là mũ này mũ lẻ. Các bạn nhớ là 3 không chia cho 2. Và nghiệm ở đây chỉ một trường hợp là x bằng trừ 2. Tiếp tục căn x bằng 4 thì cái này sẽ tương đương với x bằng 4 bình. Đấy, tương đương với x bằng 16. Đó. Căn x lập, căn lập của căn lập căn bậc 3 của x bằng trừ 2 tương đương với x bằng trừ 2 mũ 3 và x bằng trừ 8. Ok. Tiếp tục các bạn nhé, x trên 6 bằng 5 thì cái này tương đương với x bằng 5 nhân 6, x bằng 30. Ok. 7 trên x bằng 2 thì cái này sẽ tương đương với x bằng 7 chia 2. Ok các bạn nhé. Tiếp tục. Trị tuyệt đối x bằng 3 tương đương với x bằng 3 hoặc là x bằng trừ 3. 2x bằng 16, 16 là bằng 2 bình mũ 4. Rồi x đây sẽ bằng 4. Tiếp tục. Logarit cơ số 2 của x bằng 4 thì tương đương với x bằng 2 mũ 4, x bằng 16. Hai x bằng 3 thì tương đương với x bằng logarit cơ số 2 của 3. X bình trừ x bằng 0 thì tương đương với ta đặt nhân thì chúng là x đấy, x trừ 1 bằng 0 thì tương đương với hoặc x bằng 0 hoặc x bằng 1. Còn x bình phương cộng 1 bằng 0 là vô nghiệm. No solution. Trên tập error các bạn nhé. Căn của x nhân căn x bằng 1 thì cái này sẽ tương đương với x bình phương 2 về căn x bằng 1 bình bằng 1. Đây là căn x lập bằng 1 tương đương với căn x bằng 1 tương đương với x bằng 1. Logarit cơ số 2 của x trừ 1 bằng 1 tương đương với x trừ 1 bằng 2 mũ 1 tương đương với x bằng 3. Để đây ta gặp phương trình tích thì nó sẽ tương đương với hoặc là x trừ 1 bằng 0 hoặc là x trừ 2 bằng 0. Với hai trường hợp có nghĩa x bằng 1, x bằng 2. X trừ 3 mũ 6 bằng 0 thì cái này sẽ tương đương với x trừ 3 bằng 0 tương đương với
x bằng 3. X trừ 4 bình phương bằng 0 thì tương đương với x trừ 4 bằng 0 tương đương với x bằng 4. Bài căn 3 x trừ 6 bằng 0 tương đương với 3 x trừ 6 bằng 0. Vậy này sẽ tương đương với x bằng 2. Cuối cùng trừ đổi x cộng 5 bằng 0 tương đương với x cộng 5 bằng 0. Tương đương với x bằng trừ 5. E mũ x bình phương bằng 1, 7 này bằng e mũ 0. Vậy tương đương với x bình phương bằng 0. X bình phương bằng 0 tương đương với x bằng 0. Đây là những cái tính chất cơ bản nhất các bạn nhé. Cái bảng phương trình các bạn thành thạo cái bảng này sẽ giải tốt cái vấn đề phương trình, học tốt cái vấn đề đại số. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.